Với quý vị khán giả, một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên suýt gây ra họa vì bỏ chạy cảnh sát giao thông. Theo hình ảnh từ đoạn clip thì hai người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì thấy cảnh sát giao thông phía trước mặt liền bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy. Hành động vội vàng và liều lĩnh của hai nam thanh niên đã khiến cho một chiếc xe ô tô tải chạy ngang phía sau suýt va phải và tài xế xe tải ngồi trong cabin cũng phải thốt lên hoảng sợ. Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hai nam thanh niên thực sự quá liều lĩnh và không khác nào đùa với tử thần khi đột ngột quay đầu xe như vậy.